Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Trong quá trình xem có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn comment bên dưới giúp mình nha. Nếu có ai muốn DONATE ủng hộ mình thì mình có để thông tin ở phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyện audio, siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1345 đến 1349. Bắt đầu tập 1345. Mọi người nghe vậy, đồng nói, chủ nhân thánh minh. Tốt lắm, Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ cần lưu lại một người ở chỗ này thần bảo vệ điện, những người khác liền tạm thời đi trước ta nói cho các ngươi biết mấy cái này địa phương, dùng giáo ta phương pháp của các ngươi, đem những người này thức tỉnh đi. Thần Cực Tông. Diệp Thần nhìn nằm ở trên giường, cả thân thương thế, đã kém không nhiều khôi phục cốt lão, khẽ gật đầu. Vốn là, cốt lão đã sắp chết đến không thể lại sắp chết, cho dù là dùng tới tất cả loại thiên tài địa bảo, muốn khôi phục chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm bất quá có diệp thần và thương cổ y thần y thuật cũng không giống nhau mấy ngày ngắn ngủi cốt lão cũng đã căn bản khôi phục vấn đề duy nhất là diệp lang thiên còn không có tỉnh lại mấy ngày nay diệp lang thiên ở đó một cấm địa rốt cuộc trải qua cái gì vậy ở trong bóng tối nhìn mình lại là ai vĩnh lão chẳng lẽ ở vì thế người làm việc nếu quả thật như vậy Vậy có phải hay không đại biểu người này biết trước khi vị kia luân hồi đứng đầu? Diệp thần giờ phút này trong lòng có quá nhiều quá nhiều nghi ngờ, thậm chí trong lòng có một chút bất an. Đây là đối với nguy hiểm bé nhạy khứu giác. Đột nhiên bây giờ, thần cực tông bên trong, vang lên từng cơn kêu lên, diệp thần chớp mắt sao, thân hình một cái chớp động, liền đến trên quảng trường. Lúc này, thần cực tông bầu trời, ngọc chân tử cùng với một tất cả trưởng lão, đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ ngắm nhìn dưới màn đêm to lớn tròn tháng. Sư tôn, Diệp Thần đi tới Ngọc Chân Tử bên người, theo bọn họ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, ngay tức thì, con ngươi có giúp lại. Chỉ gặp, trong bầu trời đêm như bánh xe trăng sáng chung quanh, lúc này, lại hiện lên một tầng phỉ thúy vậy quang vòng. Nhìn như, vô cùng kỳ dị. Ngọc Chân Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn. Là Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn à? Thần quốc, phải loạn. Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn. Diệp Thần khẽ cao mày, sư tôn, đó là cái gì? Trong truyền thuyết, nếu như thần quốc sắp gặp gỡ đủ để diệt thế gặp nạn, như vậy liền sẽ có đủ loại dị tượng hiện thế mà Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn liền là một cái trong số đó. Diệp Thần nghe vậy cũng là sắc mặt trầm ngưng. Ngay tại lúc này, sáng trong Nguyệt Luân bên trên, vậy đạo Ngọc Vòng đột nhiên bây giờ bộc phát ra một hồi xanh biếc ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì tràn đầy kéo dài tới thần quốc mỗi một xó xỉnh trong chốc lát trong thần quốc vô số võ giả đều là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ diệp thần cúi đầu cặp mắt trợn tròn nhìn vậy ở trên không khí bên trong phủ động màu xanh lá cây quang vụ hắn lúc này cả người không nói ra được sảng khoái mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang hoan hô điên cuồng cắn nuốt cái này gần như vô cùng vô tận quang vụ cái này màu xanh lá cây quang vụ bao phủ thần quốc lại là ngay tức thì đem thần quốc thiên địa linh khí độ dày tăng lên gấp đôi hơn nữa, Diệp Thần có thể cảm giác được linh khí độ dày vẫn còn tiếp tục lên tăng trước. Mấu chốt nhất là, hắn mơ hồ bên trong, tựa hồ có thể cảm nhận được, cái này xanh biếc quang vụ có tẩy cân phạt tủy, thậm chí xúc tiến huyết mạch, pháp thể thức tỉnh công hiệu. Cái này, liền quá kinh khủng à. Đối với thần quốc rất nhiều võ giả mà nói, đều là một cái vô cùng hiếm có cơ duyên. Càng quỷ dị hơn là, cái này màu xanh lá cây quang vụ lại có một phần lớn hướng Diệp Lăng Thiên ra nhà phun trào đi. Nhưng mà, vô duyên vô cớ, vì sao sẽ xuất hiện loại cơ duyên này đâu? Hắn nhìn về phía ngọc chân tử các người, chỉ gặp bọn họ mặc dù cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng không thấy được nhiều ít vui mừng. Ngọc chân tử tâm tình vô cùng trầm trọng thở dài một tiếng nói, xem ra, truyền thuyết đều là thật. Nguyệt hiện ngọc hoàn, bích quang xuống thế, linh khí bạo tăng. Đây là phía trên ý chí, vận dụng hắn bổn nguyên lực lượng tới tăng cường thần quốc võ giả toàn thể thực lực à nói cách khác diệt thế tai ương thật muốn hạ xuống à năm đó cái đó thần quốc cao nhất gia tộc diệt vong bắt đầu cũng là như vậy lịch sử tựa như lại xuất hiện diệp thần ngẩn ra sư tôn ngươi nói đúng gia tộc nào ngọc trân tử phức tạp nhìn một mắt diệp thần ném ra hai chữ diệp ra mọi người đều là một hồi trầm mặc diệp thần đột nhiên hướng về phía ngọc trân tử mở miệng nói sư tôn ta phải đi ra ngoài một chuyến có một số việc ta muốn biết rõ ngọc trân tử nhìn hắn gật gật đầu nói đi đi cẩn thận một chút người ngươi vi sư sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt diệp thần gật đầu một cái không có nói gì nhiều thân hình một cái chớp động liền biến mất ở dưới màn đêm ngọc trân tử các người biết bây giờ diệp thần đã vô cùng cường đại hắn phải giải quyết sự việc nói khó nghe thần cực tông đã không có tư cách nhúng tay. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không hỏi quá nhiều cái gì nếu như Diệp Thần đều không cách nào giải quyết thần cực tông bên trong người bất kỳ. Không chỉ có không giúp được gì nếu như cưỡng ép đi theo đi, ngược lại rất có thể trở thành Diệp Thần phiền toái. Nhìn Diệp Thần bóng người mấy cái chớp động, liền biến mất không gặp, Ngọc Trân Tử đột nhiên hướng về phía bên cạnh lục trưởng lão mở miệng nói. Lão lục, ngươi hiện tại đi cầm chúng ta tông môn để dành tất cả linh thạch, lấy ra lục trưởng lão cả kinh bất quá vẫn là lĩnh mệnh nói ừ chỉ chốc lát sau lục trưởng lão trở lại ngọc chân tử bên người lấy ra một cái túi đựng đồ nói đây chính là toàn bộ ngọc trân tử gật đầu một cái nhàn nhạt nói ngươi hiện tại xuất phát càn quét tất cả lớn phòng đấu giá không tiếc bất cứ giá nào dành mua tu võ tài nguyên cao cấp vũ khí pháp khí hộ thân đan dược cùng với hộ sơn đại trận hoặc là có thể củng cố đại trận vật liệu đem tất cả mọi thứ cũng đổi thành tài nguyên một tất cả trưởng lão nghe vậy đều là một hồi sợ hãi, tông chủ đây là muốn làm gì? Tại sao có loại quyết đánh đến cùng mùi vị? Bất quá, lục trưởng lão vẫn là cung kính nói, cẩn tuân tông chủ lệnh. Dứt lời, liền hướng thần cực tông ra đi. Ngọc Trân Tử nhìn về phía các trưởng lão khác nói, truyền lệnh xuống, đem ta tông tàng võ các, linh dược các vân. Vân, phàm là có thể đối với đệ tử thực lực tăng lên có trợ giúp địa phương, tất cả đều miễn phí mở cửa. Tất cả đạo sư, bắt đầu từ bây giờ, không phân chia ban ngày đêm hướng dẫn tất cả viện đệ tử. Không thể buông lỏng chút nào, phải đem ta Thần Cực Tông bất kỳ đệ tử cũng làm đệ tử thân truyền của mình vậy đối đãi. Các ngươi, vậy đều tự chọn đệ tử ưu tú nhất, tiến hành đào tạo, mỗi người đào tạo 100 tên. Không cần quan tâm đến tài nguyên, cho dù hao hết sạch nội tình cũng ở đây không tiếc. Một tất cả trưởng lão, thân sắc vậy gay gắt đứng lên, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra thần quốc là thật thời tiết muốn thay đổi. Lúc này kho người lĩnh mệnh. Cuối cùng, Ngọc Trân Tử ngưng mắt nhìn khâu trung như bánh xe mang phỉ thúy hào quang to lớn tròn thắng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta thần cực tông chính thức đóng tông, đem hộ sơn đại trận, hoàn toàn mở ra. Thần quốc, nơi nào đó sinh trưởng vô số thân cây đỏ thẩm, cành lá đen nhánh cổ thụ chọc trời rừng rậm bên trong. Một người mặc hắc bào nam tử, thật nhanh ở cây cối bây giờ di động, đột nhiên, hắn ở nơi nào đó, ngừng lại dưới mặt nạ trong mắt ngưng mắt nhìn một bụi nhìn như những thứ khác cổ thụ chọc trời không có chút nào khác biệt cổ thụ bỗng nhiên hắn đưa ra một cái tay lòng bàn tay bên trong bộc phát ra một đoàn sâu ngọn lửa màu tím ngọn lửa này hiện lên sau đó chung quanh hư không đều là hơi vặn vẹo nam tử nhìn cái này trùng ngọn lửa ánh mắt vô cùng ngưng trọng ngưng trọng bên trong lại mang sâu đậm sùng kính ngọn lửa này là chủ nhân dành cho mình một món bổn mạng ma nguyên huyễn hóa thành Nam tử hít sâu một hơi, cổ tay run một cái, hướng về phía bụi cây kia cổ thụ nạt nhỏ đi. Lửa ma chập chờn, liền theo chàng trai quát khẽ, hướng bụi cây kia cổ thụ bay đi. Một khắc sau, cái này lửa ma lại là im hơi lặng tiếng sáp nhập vào cây cối bên trong. Cây cối bên trong đột nhiên tản mát ra một hồi quỷ dị chập chờn. Thành. Nam tử trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhẹ khạc ra một hơi thì phải xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này một đạo vô cùng là lạnh như băng giọng khá là cổ quái mang cổ khoang thanh âm nam tử ở rừng rậm bên trong vang vọng người nào đem bổn tôn thức tỉnh áo bào đen nam tử chợt quay người lại nhìn về phía bụi cây kia cổ mộc trong mắt là khiếp sợ lại nhanh như vậy liền thức tỉnh nháy mắt tức thì đánh tới một tiếng vang thật lớn vậy cổ mộc ngay tức thì nổ tung một người ở trần chỉ ở giữa eo bọc một tấm da thú ngực vẽ trước một đạo giống như mặt trời đỏ tươi xăm bắp thịt đường cong vô cùng yêu mỹ chàng thanh niên xuất hiện ở hắc bào nhân trong mắt là ngươi tỉnh lại ta chàng thanh niên nhìn người áo bào đen khẽ cau mày mà lúc này tu vi chảm ách hậu kỳ người áo bào đen cả người nhưng là không khống chế được run rẩy tại sao bởi vì tên này tỉnh lại thượng cổ người hơi thở quá khủng bố khủng bố đến để cho hắn cảm thấy đối phương chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho mình chết lên một vạn lần vậy thượng cổ người một cái ánh mắt liền đè được hắn cơ hồ không thở nổi hắn thật là không dám tin tưởng tên nam tử này tử lại vẫn chỉ là thượng cổ người bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại người áo bảo đen nghe vậy không khỏi được cố tự chấn định nói tôn kính cường giả là ta đem ngài đánh thức nếu là hắn tỉnh lại đối phương chắc hẳn đối phương chắc sẽ không đối với hắn bất lợi chứ nói không chừng còn có thể được chỗ tốt hơn nghĩ tới đây người áo bào đen không khỏi có chút hưng phấn lên. à, vậy bọc ra thú thanh niên nhưng chỉ là nhạt nhạt đáp một tiếng, mặt không thay đổi nhìn áo bào đen chàng trai nói vậy ngươi có thể đi chết. hắn theo giơ tay lên một cái, một đạo hồng quang liền hướng áo bào đen nam tử bắn nhanh đi. cái gì? áo bào đen nam tử kêu lên một tiếng, sắc mặt cuồng biến, cả người linh lực phun trào, một quyền đánh ra vô biên ma khí ngưng tụ ra một đạo khủng bố dấu quyền, ngay tức thì đem ngàn dặm hư không, chấn thành nghiền. Dấu quyền run lên, liền nghênh hướng vậy đạo hồng quang. Nhưng, cái này chảm ách hậu kỳ áo bào đen nam tử, toàn lực đánh ra một quyền, ở đó hồng quang trước mặt, nhưng tựa như một hồi khói mù vậy, khoảnh khắc mất đi. Áo bào đen nam tử, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền từ cái này thế gian, hoàn toàn biến mất. Gia thú thanh niên lạnh lùng nói, một cái phụng ma người, vậy dám xuất hiện ở ta dương xích nguyên trước mặt, không biết sống chết. Thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở rừng rậm bầu trời, giang hai tay ra, ôm vẩy ở trên người ánh nắng ấm áp, vô cùng hưởng thụ cười nói, vạn năm, ước chừng vạn năm, bổn tôn, rốt cuộc trở về. Giống nhau một màn, vẫn còn ở thần quốc các nơi, không ngừng diễn ra, một cái lại một cái thượng cổ trí cường, trở lại giữa trời đất. Hai ngày sau, một nơi thung lũng bầu trời một đạo thon dài nam tử bóng người vô căn cứ đứng mắt nhìn xuống thung lũng bên trong không ngừng phiên trào màu tím nhạt trường khí người này dĩ nhiên chính là diệp thần cái này hai ngày hắn thông qua giang view lưu lại tung tích rất nhanh điều tra được liền bạch cốc thành thiên coi là các cũng bị người giết sạch sẽ người bị hại cùng thân huyền tông bên trong mọi người giống nhau như đúc thủ pháp này chính là giang view nơi là mấy ngày nay hắn một mực ở bạch cốc thành vùng lân cận thăm dò rốt cuộc phát hiện chỗ này bị chứng khí bao trùm thung lũng hắn lần này tới chính là muốn đem giang vưu thế lực sau lưng điều tra rõ nếu như vậy đạo mai phục ở chấn thần tháp bên trong ma hồn là bị bản thể tận lực an bài ở trong đó mà nói tên kia cổ ma tuyệt đối là cực kỳ tồn tại nguy hiểm thậm chí đối với toàn bộ thần quốc đều là như vậy bất luận đối phương ở đưa ra cái gì diệp thần đều không thể để cho nó tùy tùy tiện tiện được như nguyện hẳn chính là chỗ này. Diệp thần líu díu một câu, thân hình động một cái, liền muốn xông vào vậy cuồn cuộn độc trướng bên trong. Đây đối với chảm ách hậu kỳ võ giả, đều có uy hiếp không nhỏ độc trướng, lấy diệp thần thể chất, nhưng căn bản không coi vào đâu. Có thể nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen, vóc người vô cùng cao lớn, hai cánh tay là phổ thông võ giả gần thập bội lớn bằng. Cả người trên dưới, không chỗ không tản ra khí tức nguy hiểm khủng bố bóng người, chắn diệp thần trước người cái này áo bào đen nam tử mang một bộ mặt quỷ mặt nạ, mặt nạ dưới, một đôi màu xám trắng, ngưng tụ vô cùng chết sắc khí trong mắt. Diệp thần con ngươi co rúc một cái, ngưng mắt nhìn hắc bảo nhân kia, người này bất ngờ cùng giang view như nhau, là chảm ách hậu kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, người này, so với giang view, mạnh hơn gấp mấy lần. Những người này căn bản không có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc. Diệp thần hít sâu một hơi, cổ tay lộn, Nắm thanh Liên Diệt Thiên kiếm. Xem ra, mình là tìm đúng chỗ. Trước mắt tên này rắn chắc được gần như không thuộc về mình nam tử, cùng Giang Vưu tản ra hơi thở, có một chút chỗ tương tự, hơn nữa, bọn họ nơi mặc áo bào đen cũng là giống nhau như đúc. Vậy áo bào đen nam tử, nhìn Diệp Thần, khinh thường cười một tiếng nói, ha ha, xem ra, ngươi chính là cái đó chém giết Giang Vưu tiểu tử. Lại, chỉ có thái hư cảnh tu vi, Giang Vưu tên phế vật kia chết ở ngươi cái này loại rác rưởi trên tay. Thật là cho chủ nhân chúng ta mất thể diện à, cho dù hắn không có bị ngươi giết chết, ta cũng muốn đích thân đem hắn bóp vỡ. Đáng tiếc à, hắn đã chết, ta thật là tò mò, cái này thích hành hạ người khác rác rưởi, bị ngươi giết thời điểm chết, nói cái gì? Diệp thần cả người linh lực chậm rãi ngưng tụ ở trên trường kiếm, chân võ ý, hơi dạo rực, hắn nhìn vậy áo bào đen nam tử, trên mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười nói, tò mò sao. Yên tâm, Lập tức, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút hắn, hắn sẽ nói cái gì. Áo bào đen nam tử nghe vậy, vậy màu xám trắng cặp mắt bên trong chết sát khí, kịch liệt kích động. Cả người sát ý nháy mắt tức thì cuồng trào ra chảm ách hậu kỳ hơi thở, giống như bom vậy từ quanh thân bùng nổ. Lúc nào, một cái thái hư cảnh phế vật cũng dám ở trước mặt mình, như vậy càng rỡ. Lập tức, có thể đi hỏi một chút Giang view sẽ nói gì. Tiểu tử này ý kiến là hắn có thể giết mình đây là đang xem thường mình. Cái này, không chỉ là đối với hắn thạch phách làm nhục, cũng là đối với hắn chủ nhân làm nhục. Mình là chủ nhân thờ phượng người, chính là chủ nhân trên đời gian vinh dự thể hiện. Mình, liền đúng là vô địch, là không cho làm nhục, chủ nhân là trí cao vô thượng nắm giữ, hắn thờ phượng người, tự nhiên có áp đảo chúng sanh trên lực lượng. Mình, chính là kinh khủng hóa thân. Tập 1346 Người phàm cửa, ở bọn họ trước mặt, duy nhất cho phép làm, chính là quỳ sụp xuống đất, run rẩy kính sợ run rẩy Không cho phép, có một chút ý thức phản kháng. Mà hiện tại, một cái thái hư cảnh giác dưới, lại cũng dám đối với mình, dậy sát ý. Vậy thân là chủ nhân thờ phượng người, liền phải thay thế chủ nhân, rơi xuống thần phạt. Lấy vô tận thống khổ, tới cọ rửa cái này không thể tha thứ độc thần cử chỉ. Thạch phách chặt chẽ nhìn chằm chằm diệp thần, vô cùng âm ngoan gào thét nói tiểu tử ngươi lấy là mình giết một cái giang vưu liền vô địch giang vưu bất quá là chúng ta bên trong nhất là phế vật một cái hiện tại bổn tôn sẽ để cho ngươi biết một chút về chủ nhân tín đồ là kinh khủng bực nào tồn tại đi trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một chuôi tản ra từng cơn ma khí diều lớn mặt búa bên trên minh in vô số màu máu phù văn sát khí cuồn cuộn vô cùng sát diệt thần diều thạch phách quát lên một tiếng lớn cả người sát khí giống như lũ lụt vậy xông ra, lại là dày đặc đến hóa thành thực chất bước. Diệp thần trong mắt, thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Sắc khí này, lại mạnh như vậy mãnh liệt. Khó có thể tưởng tượng, chết ở trong tay người này sinh linh, rốt cuộc có nhiều ít. Thạch phách thấy diệp thần thần sắc, màu xám trắng con người bên trong, khinh miệt, tàn nhẫn vẻ hơn nữa đậm đà, từng cơn trắng xám sát khí, Dung vào trong tay diều lớn, màu máu phù văn, trình độ cao nhất lóng lánh, kinh thiên diều ý, tựa như tàn phá thiên địa, đem vạn vật vạn thành phấn vụn gió bão vậy, cuộn sạch ra. Vậy thâm cốc bên trong, vô cùng khủng bố, vạn năm tới, đều không từng tiêu tán, vô cùng là đọng màu tím trương khí, ở nơi này diều ý kích động dưới, lại là thật nhanh tiêu tán đứng lên. Một khắc sau, thạch phách hai cánh tay bắp thịt bành trướng, cả người kinh thiên cự lực cuồng trào, hướng diệp thần, hung hăng một dìu chém tới. Một đạo màu đen dịu ảnh, giống như một đầu nuốt trời thực đất cự thú vậy, hạ xuống thế gian, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng làm cho này kinh thiên động địa một dìu mà rung động. Thương khung mờ tối, ngày tháng không sáng, mặt đất phát ra kêu gào, vô số núi to sụp đổ, trên mặt đất, hiện lên đạo đạo liệt ngân, nham thạch nóng chảy rót ngược, dù sao cũng bên trong sơn hà, ngay tức thì hóa là đất khô cằn. Một dìu ra, lại giống như là chém ra một cái mặt thế. Liên liên diệp thần thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này một dìu bên trong lực lượng, tuyệt mạnh. Diệp thần ánh mắt chớp động, vậy ở chấn thần tháp ảo cảnh bên trong, cùng một tên cầm búa lớn trong tay ma tộc giao chiến xuất hiện ở trong mắt cực nhanh tái hiện. Bỗng nhiên, hắn trong mắt, bộc phát ra một hồi sạch bóng, ánh mắt ngưng tụ, phong tỏa cái này một dìu bên trong điểm yếu. Hắn nổi lên thật lâu một kiếm, bạo chém ra. Lục đạo kiếm thần, bốn kiếm quy nhất, diệp thần quát khẽ cả người, cả người kim quang mãnh liệt, toàn thân giống như mạ kim vậy, phá thiên lực, kích thích đến trình độ cao nhất cực hạn lực lượng ở một phần vạn cái hô hấp bên trong tự nhiên ra bơm vào ở vô cùng nặng nề thanh liên diệt thiên kiếm bên trên lục đạo kiếm thần lấy kiếm đổ thần lăng tiêu võ ý kinh thế lên vô tận kiếm quang hóa thành hàn mang một chút hàn tinh mang vô tận khí tức hủy diệt ở ngày cuối cùng này chi cảnh bên trong cực nhanh bay lên âm một tiếng vang thật lớn diều ảnh hàn tinh ầm ầm đụng nhau vô tận uy lực còn lại hoành tỏa ra bốn phía xa ở ngoài ngàn dặm bạch cốc thành đều là kịch liệt chấn động thậm chí không thiếu tù võ người đều ở đây cái này vét sạch ngàn dặm dư âm dưới sự xung kích miệng phun máu tươi kinh hãi vô cùng nhìn về phía một cái hướng khác vô biên cự lực cuồng trào thạch phách vậy màu xám trắng cặp mắt bên trong bộc phát ra vô cùng kinh hãi thần sắc cả người xương cốt bộc phát ra rắc rắc vỡ vang lên xương máu tràn ngập cả người đạp hư không bạo thối lui ra mười mấy bước mới ngưng được thân hình làm sao có thể? Trên mặt mặt quỷ mặt nạ, lúc này đã biến thành bụi bậm, lộ ra mặt nạ phía dưới, một tấm màu da trắng xám, giống như đá điêu khắc mà thành giống vậy khuôn mặt. Lúc này, thạch phách khuôn mặt bên trên, đâu còn chút nào khinh miệt, tà nhẫn. Có, chỉ có cực hạn rung động, không cam lòng, tức giận, cùng với. Một chút sợ hãi. Một cái thái hư cảnh con kiến hôi, không phải hẳn bị mình cái này trình độ cao nhất cường đại một dìu, hoàn toàn nghiền ép sao. Tại sao tiểu tử trước mắt này còn sống thật tốt? Thậm chí bị thương ngược lại là mình. Tại sao sẽ là như vậy? Hơn nữa, mới vừa rồi kiếm dìu đánh nhau lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một kiếm kia bên trong hàm chứa gần như vô cùng thân xác lực lượng à. Thân xác lực lượng nhưng mà hắn thạch phách nhất dẫn lấy là hào chỗ à. Hắn có thiên thạch thân thể ở thể tu một đạo lên thiên phú cường đại đến khó mà hình dạng. Mà thành là phụng ma người sau đó, hắn lại là điên cuồng mượn cổ ma lực lượng, không ngừng chui luyện mình lực lượng thân thể dài đến vạn năm. Thạch phách, một mực cầm vậy gần như đột phá suy nghĩ cực hạn lực lượng, làm là thần ban trò à. Có thể hiện tại, hắn nhưng ở tỉ thí lực lượng bên trong, bại bởi một người thái hư cảnh loài người võ giả. Đây là đối với thần, cực kỳ làm nhục. Thạch phách trong mắt, lửa giận đằng đằng, trên gương mặt, còn hiện ra một loại khác thường cùng nhiệt vẻ. Tựa như là thần mà chiến thần chiến sĩ vậy. Diệp thần còn sống, chính là đối với thần tôn nghiêm trà đạp, người này phải mất đi. Bất quá, khiếp sợ, nhưng không chỉ là thạch phách. Diệp thần nhìn mình vậy chỉ khẽ run, máu tươi chảy như dòng nước, nắm trường kiếm cánh tay, ánh mắt cuồng tránh. Thậm chí, máu thịt dưới, vô cùng trong suốt, giống như Mỹ Ngọc vậy, trình độ cứng cáp thậm chí vượt qua hết thảy cánh tay, cũng xuất hiện tí ti máu nứt ra. Đá này phách thực lực vẫn còn ở hắn tưởng tượng bên trên. Đặc biệt là đối phương lực lượng. Hắn lực lượng mặc dù thắng được thạch phách nhưng tuyệt đối không nhiều. Hắn một kiếm kia mặc dù có thể để cho thạch phách bị thương chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn xem thấu thạch phách ra tay bên trong sơ hở. Mà đây vẫn là ở hắn ở trên thực tế cùng phụng ma người giang view sau khi giao thủ đối với ma tộc võ đạo càng sâu hơn một phần hiểu mới làm được à đổi lại là cùng giang view giao thủ trước khi mình cũng chưa chắc có thể đem thạch phách bị thương thành như vậy nhưng hắn biết thạch phách kinh khủng không chỉ là lực lượng mà thôi sinh mệnh lực của hắn năng lực khôi phục cũng là cực kỳ cường hãn thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói do thiên đạo cung hiên viên hàn còn muốn khó giải quyết ngươi cái này độc thần hèn mọn đồ phải từ thế gian trừ đi thạch phách điên cuồng hét lên một tiếng tay cầm dìu lớn, lần nữa vọt tới, lại là hoàn toàn không quan tâm mình thương thế, thậm chí cái chết của mình sống, xem con chó điên vậy. Bất quá, Diệp Thần trong mắt, nhưng cũng thiêu đốt lên liền chiến ý hừng hực. Kẻ địch càng mạnh mẽ, Diệp Thần liền càng hưng phấn. Âm tiếng, bên tai không dứt, mỗi lần kiếm dìu đụng nhau, trên người của hai người đều là bùng nổ dậy từng cơn sương máu. Nhưng, Diệp Thần cùng Thạch Phách lại cũng giống như người không có sao vậy, tiếp tục điên cuồng công kích đối phương không tới một nén nhang thời gian, hai người lại là điên cuồng chém nhau liền hơn ngàn lần. Mỗi một lần công kích, thạch phách thương thế nếu so với diệp thần, nghiêm trọng gấp mấy lần. Thạch phách thiên thạch thân thể, mặc dù cường hãn, khôi phục cùng lực phòng ngự đều là vô cùng kinh người, nhưng dù sao không phải là vô hạn. Đang không ngừng tổn thương tích lũy dưới, lúc này diệp thần, rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Bất quá, vậy chỉ là có thể áp chế thạch phách mà thôi, như muốn chém chết, còn cần rất lâu, nhưng vào lúc này chân trời chỗ đột nhiên thoáng hiện ra một đạo hồng quang một người bọc ra thú nam tử lại là giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở diệp thần cùng thạch phách trước người diệp thần sắc mặt biến đổi người này là như thế nào xuất hiện lại liền hắn cũng không có thấy rõ càng làm cho người kinh hãi chính là cái này nam tử xuất hiện ngay tức thì lại là trực tiếp một quyền hướng thạch phách đánh tới không có bất kỳ xúc thế linh lực bùng nổ vân vân chính là bình thường một quyền. Thạch phách lúc này đã giết mù quáng, cả người nhuốm máu, gần như nhập ma trạng thái, trước mắt nam kia tử một quyền đánh tới, lại xem là bị cái gì thiên đại kích thích vậy. Điên cuồng hét lên một tiếng, tiềm năng bùng nổ, chết sát khí cùng dâng trào cự lực, điên cuồng trào vào trong tay diều lớn bên trong, hướng tên kia nam tử ngay đầu chém xuống. Cái này một diều, chém thẳng được hư không vô tận hỗn loạn, lại là so ban đầu đối với Diệp Thần chém ra vậy một diều, càng kinh khủng hơn nháy mắt tức thì, quyền dìu đụng nhau. Làm người ta con ngươi, đều phải chừng bạo một màn, xuất hiện. Thanh niên kia, nhìn như chất phác không màu mè một quyền dưới, vậy kinh thiên dìu mang. Ngay tức thì tan vỡ, thậm chí liền thạch phách trong tay chuôi này, lấy cổ ma ma nguyên rèn luyện mà thành, có thể nói vô địch. Cùng diệp thần vô tận cự lực ra trì giới thanh liên diệt thiên kiếm tiếp liền đối đụng, cũng không tổn thương chút nào cái dìu lớn, cũng giống như là bột mì làm vậy, hóa thành chấm bụi bậm mà một quyền này ở kích phá diều mang cái diều lớn sau đó lại là liền một tia một hào dừng lại cũng không có tiếp tục tiến về trước thạch phách ngương mắt nhìn trắng xám cặp mắt bên trong nhanh chóng phóng đại quả đấm trong mắt cùng nhiệt lửa rốt cuộc nhanh chóng tắt bị vậy lạnh như băng sợ hãi khó mà hình dung rung động thay thế chủ nhân thạch phách vô cùng sợ hãi hô to một tiếng vậy lực phòng ngự có thể nói nghịch thiên thiên thạch thân thể ở một quyền này trước mặt lại là liền ngàn một phần vạn cái hô hấp cũng không chống đỡ được, liền hoàn toàn nổ tung. Thạch phách người này, từ đây mất đi, chỉ ở giữa trời đất, để lại một hồi nhanh chóng tiêu tán xương máu. Diệp thần hô hấp, ngưng trệ. Thảo, hắn thầm mắng một tiếng, khó có thể tin nhìn trước mắt cái ngực này miệng in mặt trời xâm tràng thanh niên. Quá khủng bố. Hắn mặc dù không thấy rõ nam tử này thực lực, nhưng hắn biết, người đàn ông này thực lực, vượt ra khỏi mình không mấy tầng không nói khác liền nói vậy thạch phách đi mặc dù diệp thần có lòng tin cuối cùng có thể chiến thắng thạch phách nhưng đá này phách tuyệt không phải người yếu gì à mà là một người có thể cùng mình đại chiến hơn ngàn thu mạnh mẽ tồn tại à cứ như vậy bị cái này chàng thanh niên tiện tay một quyền cho tiêu diệt vẫn là oanh được liền cặn bã cũng không dư thừa như vậy chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền không nhịn được trong lòng run lên à diệp thần con ngươi điên cuồng co giúp lại vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú đột nhiên này xuất hiện, lại không giải thích được một quyền đem thạch phách đánh chết khủng bố trí cường, khẩn trương tới cực điểm. Hắn hướng về phía thương cổ y thần trầm giọng hỏi, lão thương, thần quốc tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Cho dù là cái gọi là ẩn núp thế lực và người đàn ông này chênh lệch, cũng quá lớn. Thương cổ y thần không có mở miệng, nhưng cùng võ bá chủ cũng không so ngưng trọng mở miệng nói, diệp tiểu tử, tuyệt không nên chọc giận người này, người này thực lực, không phải bây giờ ngươi có thể chống lại. Hắn muốn nghiền ép ngươi, hãy cùng chơi như nhau. Hắn trên mình, mang cực kỳ đậm đà thượng cổ hơi thở, hẳn là một người mới vừa tỉnh lại thượng cổ cường giả. Thượng cổ cường giả. Diệp thần tim, lại là hung hăng trầm xuống. Hắn trải qua chấn thần tháp tái hiện đại chiến, biết ở thời đại kia, có bao nhiêu tàn khốc, cũng biết, thời đại kia, có thể ở chiến tranh bên trong sống sót, quật khởi cường giả, có bao nhiêu rung động, biết bao trói mắt sơ so ra, hiện tại thần quốc cái gọi là yêu nghiệt, liền cho má cũng không tính. Mà lúc này, tên nam tử này tử xoay người, nhìn Diệp Thần một mắt, lại là lộ ra khá là cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn trên dưới quan sát Diệp Thần một hồi, xem được Diệp Thần trong lòng, một hồi phát mau. Cái này nam tử đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, bổn tôn tên chữ, gọi là Dương Xích Nguyên, mặt trời nóng rực đứng đầu Dương Xích Nguyên, ngươi kêu gì? Diệp Thần hơi sững sờ, người này, lại đối với bản thân có hứng thú. Bất quá, vẫn là vô cùng là lễ phép trả lời, tại hạ tên là Diệp Thần. Hắn không phải người ngu, sẽ không ngu xuẩn đến ở như vậy cường giả trước mặt, gắn cái gì, hơn nữa, nếu đối phương không có đối với mình thất lễ, như vậy nên có lễ phép, vẫn là nên. Nhưng, Diệp Thần nhưng không có đem trong tay thanh liên diệt thiên kiếm thu hồi. Ngược lại, cầm được càng chặt, càng dùng sức, khớp xương cũng phát liếc. Hắn không biết chủ động chọc giận tên này thượng cổ cường giả, nhưng hắn vậy tuyệt không có đem mình vận mệnh giao đến trong tay đối phương dự định. Bất luận tên nam tử này tử, có phải hay không có thể tiện tay đem hắn nghiền ép, mình an nguy, hắn vẫn là thói quen do mình nắm trong tay, mà không phải là xem người khác tâm tình quyết định. Dương Sích Nguyên gật gật đầu nói, 20 hơn tuổi, thái hư cảnh mới có thể có như vậy thực lực, rất tốt, cho dù ở ta thời đại kia, vậy đủ để gọi là yêu nghiệt. Nguyên bản Dương Sích Nguyên cùng nhau đi tới, thấy được hiện tại trong thần quốc, võ giả thực lực là vô cùng thất vọng, hắn biết thần quốc võ đạo, hoàn toàn xa sút Mà đang ở Dương Sích Nguyên có chút xúc động lúc quá cảnh di chuyển, cảnh con người mất thời điểm, đột nhiên, cảm ứng được diệp thần cùng thạch phách chiến đấu chập chờn Trong lòng tò mò, liền tới đây vừa thấy. Phát hiện thạch phách phụng mang người thân phận sau đó, lúc này liền ra tay mất đi. Bất quá, diệp thần ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ nguyên bản hắn lấy là thần quốc đã xuống dốc hoàn cảnh như vậy bên trong kia có thể bồi dưỡng được cái gì cường giả yêu nghiệt cũng là một đám phế vật thôi có thể đây là diệp thần tư chất rung động đến hắn hai mươi hơn tuổi có diệp thần thực lực này ở trên cao cổ ở viễn cổ tuyệt đối cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại là thiên tài trong thiên tài bất quá cái này nói đúng diệp thần tiềm lực còn như diệp thần thực lực ha ha chỉ có thể coi là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Diệp thần nghe được Dương Sích Nguyên khen sau đó, hơi cúi đầu nói, tiền bối quá khen. Đối phương nhìn như, mặc dù trẻ tuổi, nhưng, như là thứ thiệt thượng cổ tồn tại, kêu một tiếng tiền bối, không quá phận. Ngay tại lúc này, Dương Sích Nguyên đột nhiên bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay bên trong, hiện lên một quả bọc ở đỏ thấm ánh lửa bên trong huyền ảo phù văn. Diệp thần ánh mắt rơi vào vậy cái trên phù văn, chợt nhướng mày một cái, cả người hơi thở cũng mơ hồ bắt đầu kích động. Cái này cái phù văn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Dương Xích Nguyên hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp Thần tiếp nhận cái này cái phù văn. Hắn, mặc dù trên gương mặt mang nụ cười, dùng như là không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh giọng. Diệp Thần ngương mắt nhìn Dương Xích Nguyên hai mắt nói, tiền bối, đây là cái gì? Diệp Thần, ngươi thiên phú, bổn tôn coi trọng, Dương Sích Nguyên ánh mắt sâu kín cùng Diệp Thần đối mặt nói, cho nên, bổn tôn muốn ngươi trở thành, bổn tôn người làm, là bổn tôn dốc sức, ha ha, đây là ngươi quang vinh, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng. Tập 1347. Cái thời đại này, có thể vào bổn tôn trong mắt võ giả, quá thiếu. Mà ngươi, là một cái trong số đó. Thương cổ Y Thần không nhịn được than thở một tiếng, xong rồi. Hắn rõ ràng Diệp Thần tính cách. Mà Diệp Thần lúc này trong mắt đã cuồn cuộn dậy từng cơn âm hàn lửa giận. Theo lão tử, chơi bá đạo. Vừa mở miệng thì phải lão tử, làm ngươi người làm. Còn quang vinh. Có lẽ, trở thành dương xích nguyên người làm, chỗ tốt sẽ có rất nhiều, ví dụ như, truyền thừa từ thượng cổ võ đạo, ví dụ như, dưới một người trên vạn người địa vị. Nhưng, những thứ này lại coi là cái gì? Và Diệp Thần kiêu ngạo so sánh, liên giám đều không phải là. Hắn, tuyệt sẽ không khuất phục tại đảm nhiệm dưới tay người nào. Diệp thần thanh âm mang một chút nặng lạnh nhạt nói, nếu như, ta cự tuyệt đầu. Thâm cốc phía trên không khí, trong chốc lát, giống như bị cửu u thổi tới gió lạnh, nơi đóng kết vậy. Tĩnh mịch Dương Xích Nguyên mang vẻ kinh ngạc nhìn Diệp thần. Hắn hiện tại là cảm giác gì? Giống như là thấy được một con chó hoang, ngươi muốn cầm nó mang về nhà giữ cửa, nó như hướng về phía ngươi lớn tiếng kêu. Dương Sích Nguyên cười, cười khinh miệt, hắn đem hai tay đổ đeo ở sau lưng, vậy cái phủ văn, ngay tức thì biến mất. Hắn hướng về phía Diệp Thần, lắc lắc nói, vốn là, ta lấy vì ngươi sẽ là một người thông minh, nhưng mà, Diệp Thần ngươi để cho ta thất vọng. Ngươi, có chút ngu xuẩn. Hắn trên mặt nụ cười, ngay tức thì biến mất, lạnh như băng nói, mặc dù, ngươi ngu xuẩn, bất quá, bổn tôn phải lấy được đồ, nhất định là sẽ có được. Ta hiện tại, cho hai ngươi cơ hội, một, tiếp nhận hai bị ta đánh tới tiếp nhận mới ngừng dương xích nguyên cặp mắt bên trong chợt bộc phát ra hai đạo uyển thực chất yếu hàn mang nhưng vào lúc này để cho hắn không tưởng được phải diệp thần dẫn đầu xuất thủ diệp thần trên mặt hiện đầy điên cuồng cùng vẻ độc ác nếu dương xích nguyên muốn cưỡng bức hắn trở thành nô lệ hắn cũng không có ngồi chờ chết thói quen một kiếm ra cực hạn một kiếm cùng võ bá chủ lực lượng hội tụ toàn thân diệp thần không có bất kỳ nương tay mà đối với người này, hắn phải mượn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng. Thậm chí, Diệp Thần gặp mạnh thì mạnh, đối mặt không cách nào vượt qua đối thủ lúc đó, một kiếm này lại có chút đột phá. Chân võ ý, kích động ra, ở Diệp Thần lăng tiêu võ ý ra chỉ dưới, nguyên bản cũng đã vô cùng sắc bén, kinh khủng kiếm ý, càng thêm uy thế. Trung quanh hết thảy, cũng bể nát. Vạn vật, xu hướng tại tan vỡ. Quy luật, xuất hiện vết rách thương khung, gần như chết. Nhưng, hết thảy các thứ này, Dương Sích Nguyên cũng không có để ý, tựa như không thấy được vậy. Cái này làm vô số thần quốc võ giả run rẩy hủy diệt kiếm quang, ở Dương Sích Nguyên trong mắt bên trong, căn bản không cách nào tồn tại. Nhưng mà, Dương Sích Nguyên vẫn là kinh ngạc. Vô cùng được kinh ngạc. Diệp Thần có thể chỉ vào mình mang tới áp lực ra tay, đã đặc biệt để cho hắn ngoài ý muốn. Hiện tại hắn lại là ở diệp thần một kiếm này bên trong thấy được trần võ ý chút ý vị hai mươi hơn tuổi lĩnh ngộ trần võ ý cho dù ở hắn thời đại kia mười ngàn tuổi trong khoảng có thể hơi chạm tới trần võ ý đều là trình độ cao nhất đến không thể lại cực hạn yêu nghiệt à dương xích nguyên cười ừ. hắn biết mình tìm được bảo diệp thần tiềm lực khó mà lường được thậm chí lúc này hắn nhìn về phía diệp thần ánh mắt cũng mang theo một chút nóng bỏng Hắn nhất định phải để cho Diệp Thần thành vì mình người làm. Hắn tin tưởng, không bao lâu, Diệp Thần là có thể thành vì mình trợ thủ đắc lực nhất. Mà Diệp Thần, ở một kiếm chém ra sau đó, lại là bắn ra một cây cùng bạo thiên châm. Sát độc thiên châm. Đối kháng hỗn độn cường giả sát độc thiên châm. Thủ đoạn dốc hết. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Sau đó, hắn chính là điên cuồng vận chuyển linh lực, hướng hướng ngược lại chạy thục mạng hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng không phải mù quáng tự tin hắn rất rõ ràng mình một kiếm và sát độc thiên châm không thể nào uy hiếp được dương xích nguyên hắn làm như vậy chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian mà thôi dương xích nguyên lúc này nhưng cũng không thèm để ý ngược lại mặt mỉm cười tựa như nhìn bướng bỉnh đứa nhỏ vậy ngay tại diệp thần chém ra băng lãnh kiếm mang sắp chạm được hắn một khắc trước dương xích nguyên ngực mặt trời xăm chợt toát ra một hồi cực kỳ sợ hãi nổ tung thật giống như có thể đem thiên địa đốt sạch hơi thở. Một khắc sau, Diệp Thần chém ra kiếm mang, liền hóa thành hư không. Dương Sích Nguyên cười. Hắn vừa định lên đường, nhưng phát hiện đầy trời khí độc cuốn tới. Một cây mang vô tận lực lượng sát độc thiên châm cuộn sạch xuống. Xuyên thấu hắn thân thể. Dương Sích Nguyên nụ cười giữ tợn, cứng lên. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy sát độc thiên châm xuất hiện ở tay hắn tim. Nhìn trong tay sát độc thiên châm, hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Tiềm lực như thế, thủ đoạn như vậy. Người này tuyệt không bình thường. Hơn nữa, hắn phát hiện mình quanh thân độc tính lan tràn, mặc dù đối với hỗn độn cảnh cường giả rất khó giải quyết. Nhưng đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Bất quá là giảm bớt một ít lực lượng mà thôi. Giờ phút này, Diệp Thần hơi quay đầu lại, mắt thấy mình kiếm mang mất đi quá trình, không khỏi con người lại là co giúp một cái. Hắn không xác thực định sát độc thiên châm đối với cường giả loại này có hay không tác dụng. Trong đầu hắn chỉ có chạy. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Hắn biết mình một kiếm này không cách nào uy hiếp được Dương Xích Nguyên. Nhưng lại không nghĩ rằng lại dễ dàng như vậy. liền bị hóa giải. Dương Xích Nguyên ngay cả tay cũng không có nhúc nhích à. Cũng may cái này ngay lập tức bây giờ hắn đã chạy ra ngàn dặm khoảng cách. Nhưng đột nhiên bây giờ một cổ vô cùng là nguy hiểm cảm giác sông lên đầu diệp thần không chút do dự thân hình động một cái hóa thành cuồn cuộn xương trắng xương mù hóa thần thông ngay tại lúc này một đạo hồng quang cơ hồ không có thời gian cách nhau liền hiện lên chỗ hắn ở cái này đạo hồng quang trình độ cao nhất bay lên hồng quang bên trong chân võ ý chút xuống ra vậy là giống như cao treo ở trên bầu trời mặt trời nóng rực giống vậy chiêu khắp thiên địa rộng lớn ý vận một loại để cho người thậm chí không sanh được ý chí chống cự liền biến mất dung trong đó bác đại võ ý thần quốc quy luật lực thậm chí cũng làm nơi hòa tan thay đổi cái này chỗ sâu bầu trời tựa như ngay tức thì trở thành do dương xích nguyên nơi chúa tể lãnh vực một khắc sau vậy hồng quang hoàn toàn bùng nổ đem diệp thần biến thành xương trắng chìm ngập bên trong hồng quang thu liễm một đạo cả người nám đen tàn tạ không chịu nổi bóng người bị đánh về phía phương xa Diệp Thần chợt khạc ra búng máu tươi lớn, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm chỗ cực xa Dương Sích Nguyên bóng người, trong mắt lộ ra một vẻ không cách nào ẩn núp rung động. Mới vừa rồi vậy đạo hồng quang, có thể nói vượt quá Diệp Thần suy nghĩ cực hạn. Cho dù lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, thi triển xương mù hóa thần thông, cũng căn bản không cách nào ngăn cản bị đánh thành trọng thương. Hơn nữa hắn biết, cái này còn là Dương Sích Nguyên, vì đem hắn thu làm người ở tử, không có toàn lực ra tay kết quả dương xích nguyên thân hình thoát một cái liền dễ dàng đuổi kịp diệp thần hắn nhìn diệp thần bộ dáng chật vật môi khẽ nhúc nhích tựa hồ còn muốn nói gì nhưng lúc này diệp thần hai tròng mắt bên trong như là đột nhiên bộc phát ra một cổ điên cuồng tàn bạo ý hắn ở trong lòng đối với thương cổ y thần kiên quyết nói lão thương a à, muốn tự bạo như làm nô vô dẫu có chết thằng nhóc ngươi thương cổ y thần trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải hắn muốn khuyên Diệp Thần, có thể, khuyên như thế nào? Khuyên Diệp Thần, làm nô lệ của người khác. Ha ha! Vậy, coi như cái gì tu võ người? Diệp Thần, tu chính là chỉ ta lăng tiêu võ ý, là vĩnh không cúi đầu võ ý, chẳng lẽ, muốn cho Diệp Thần, vi phạm mình bản tin? Đổi lại là hắn, đứng ở Diệp Thần vị trí, vậy sẽ cùng Diệp Thần, làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ là vậy bàn cờ làm thế nào? Thương cổ y thần nghĩ tới điều gì, Ánh mắt đột nhiên rơi chung một chỗ mộ bia bên trên. "Tiền bối, ngươi như không ra tay nữa, ngươi sẽ bị khốn cả đời." Thương cổ Y thần ánh mắt có thể đạt được mộ bia bên trên, lơ lửng một cây trường thương và một cái cự cung. Nồng nặc võ đạo ý hội tụ. Đây là luân hồi mộ địa trước đây không lâu thức tỉnh đại năng. Hồi lâu không có động tĩnh. Hiện tại, Thương cổ Y thần biết, cùng võ bá chủ cùng mình lực lượng đều không đáng lấy ứng đối dẫu sao bọn họ không phải bản thể lại ở độc quật bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng không đủ để ứng đối thế cuộc trước mắt chỉ có người này một giây hai giây đột nhiên vậy mộ bia bên trong một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang khắp không cần ta động thủ không cần hắn tự bạo thương cổ y thần và cùng võ bá chủ bối rối cái này đại năng muốn thấy chết mà không cứu hắn liền không cân nhắc cho mình như luân hồi mộ chủ xảy ra chuyện tất cả mọi người bọn họ đều đưa vĩnh viễn bị nhốt à bên ngoài diệp thần vậy thân thể ngần ra chợt nở nụ cười khổ một khắc sau diệp thần hơi thở trong nháy mắt cuồng bạo quét sạch vạn vật cuồng bạo đã như vậy vậy thì tự bạo hắn diệp thần không làm người bất kỳ nô bộc dù là chết cái này ngay tức thì diệp thần phảng phất có tự tin đem dù sao cũng bên trong không gian mất đi thành hư không. Diệp Thần nâng lên mặt, hướng về phía Dương Sích Nguyên, lộ ra một cái liều lĩnh nụ cười. Đây là cuồng. Dương Sích Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, Dương Sích Nguyên bóng người, biến mất. Diệp Thần hơi sững sờ, chẳng lẽ Dương Sích Nguyên cảm nhận được hắn lực lượng, sợ, chạy trốn. Hắn kích động, trong mắt bên trong, hiện ra mừng như điên. Diệp Thần, mặc dù không sợ chết, nhưng có thể thật tốt còn sống ai muốn đi chết à hắn muốn tự bạo đó là bị buộc không biết làm sao cảm giác sống sót sau tai nạn có thoải mái hay không thoải mái dĩ nhiên thoải mái nhưng vào lúc này diệp thần tim đột nhiên thu gấp bởi vì hắn cảm nhận được hắn sau lưng gặp nguy hiểm hắn không quay đầu lại mà là gần như điên cuồng thúc giục linh lực tăng tốc độ nổ cơ hồ ngàn một phần vạn cái hô hấp thời gian diệp thần vậy nóng nảy cực kỳ hơi thở liền nhảy lên tới cực điểm mau nổ tung nhưng dương xích nguyên quyền nhanh hơn So diệp thần tự bạo còn nhanh hơn diệp thần vội vàng kích hoạt xích trần thần mạch hắn biết xích trần thần mạch đối với cường giả loại này không có nhiều ít dùng nhưng ít nhất có thể đem tổn thương hạ xuống đến thấp nhất ầm quyền hung hãn đập vào diệp thần trên lưng phốc một hớp lớn hòa lẫn bể tan tành nội tạng máu tươi từ trong miệng phún ra ngoài. Nguyên bản cáu kỉnh hơi thở, cũng bị ngay tức thì chấn áp. Diệp Thần thân thể, giống như đạn đại bác vậy, bắn ra một quyền này lực lượng ở trong cơ thể hắn, chấn động, phá hư, không ngừng lan truyền. Xé nát hắn kinh mạch, máu thịt, làm vỡ nát hắn xương cốt, đan điền. Một quyền này rất nặng, nặng đến lấy Diệp Thần sao chịu được gọi nghịch thiên thể chất, đều cơ hồ không cách nào chịu đựng, đến ranh giới tàn dã nếu là không có xích trần thần mạch, hắn hẳn phải chết. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, thân thể của hắn hết thảy làm tổn hại, chỉ cần thời gian, cũng biết sửa phục. Diệp thần thân thể, tản mát trước xương máu, cả người, giống như một cái người máu. Hắn không biết bay bao lâu, ở hắn bắt đầu hạ xuống một khắc kia, ý thức, vậy đồng thời bắt đầu mơ hồ. Hắn không khỏi được, mặt lộ vẻ cười khổ, ở dương xích nguyên trước mặt, ta liền lựa chọn tự bạo thực lực, cũng không có sao một quyền này để cho nguyên bổn đã trọng thương diệp thần đến cực hạn một quyền này mặc dù vẫn không đủ lấy mạng hắn nhưng đối với diệp thần mà nói vậy nhưng là so trực tiếp bị đánh giết hỏng bét hơn cao dù sao cũng lần kết quả bởi vì hắn nếu như mất đi ý thức liên chỉ có thể mặc cho dương xích nguyên bày vải căn bản không cách nào chống cự đầy tớ kia phủ văn dương xích nguyên đột nhiên xuất hiện ở diệp thần bên người trên mặt có hơi kinh ngạc một quyền này lực lượng lại bị thằng nhóc này đối phó cái này là cấp bậc gì thân xác ngủ say nhiều năm như vậy thần quốc lại có yêu nghiệt như vậy thậm chí chỉ cần cho thằng nhóc này đầy đủ thời gian tuyệt đối có tư cách vượt qua mình dương xích nguyên không nghĩ nhiều nữa hiện ra một đạo nụ cười vậy nụ cười đắc ý ở diệp thần dần, dần dần mơ hồ cặp mắt bên trong nhưng hóa thành một đoàn lửa một đoàn đốt cháy tâm linh lửa nếu không phải hiện tại hắn thân thể gần như tan vỡ, ngay cả tay chỉ cũng không nhúc nhích nổi nói. cho dù liều chết, hắn cũng phải hung hăng rút ra tên này một cái tát. quá thiếu đánh. diệp thần ở trong lòng âm thầm thề. dương xích nguyên, ta diệp thần ngày hôm nay nếu là không chết, ngày khác nhất định phải đem ngày hôm nay ngươi để cho ta tiếp nhận gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi. dương xích nguyên cũng mặc kệ như vậy nhiều. hắn cặp mắt híp lại, cổ tay lộn một cái, một quả màu vàng phù văn hiện lên ở trong lòng bàn tay. Mà Diệp Thần ý thức cũng phải hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Thương cổ y thần và cùng võ bá chủ khẩn trương mấy phần. Bọn họ chú ý tới, vậy cao ngạo mộ bia biến hóa. Vậy hư hóa cự cung, chuẩn bị động. Vị kia, muốn ra tay. Nhưng đột nhiên gian, cự cung thu liễm, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, hắn không cần ta ra tay, ta suy nghĩ nhiều. Mà bên ngoài, ngay tại Diệp Thần sắp hôn mê một khắc trước, mông lung hai tròng mắt, nhưng mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Một đạo, để cho hắn khá là quen thuộc bóng người. Cô gái này là ai? Chẳng lẽ là nàng? Một khắc sau, Diệp Thần hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này, một người cả người quần đen, mặt mũi vô cùng đẹp, cho dù là bầu trời chư thần cũng không nhịn được làm liếc mắt, nhưng lại vô cùng băng hàn, giống như nửa đêm nữ thần giống vậy cô gái xuất hiện quỷ dị ở diệp thần bên người. Liên liên dương xích nguyên, thấy người đàn bà này đều là hơi kinh hãi, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Một khắc sau, cô gái này lại là không chút do dự khoát tay, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi toàn thân cạn hắc. Giống như thủy tinh đen giống vậy nhỏ hết sức trường kiếm, một kiếm hướng trước mặt dương xích nguyên chém tới. Mà người đàn bà này bất ngờ chính là đã mất tích một cái hơn tháng đổ lan tâm. Trình độ cao nhất kiếm ý, bộc phát ra, đen nhánh kiếm mang giống như bão tố tới lúc đó vậy ùn ùn kéo đến mây đen vậy tựa hồ đem toàn bộ thần quốc cũng bao phủ tề hạ kiếm ý vỡ đằng như vạn long sông lên tiêu bể tan tành chín tầng trời hóa thành khủng bố kiếm vũ làm người gian mang đến hủy diệt tẩy rửa một kiếm này oai có thể đoạn vạn dặm sơn hà vô tận hư không ở mất đi một kiếm đem thời gian không gian chém được gần như tan vỡ đồ lan tâm diệp thần cùng dương xích nguyên lại là ngay tức thì, tựa như rơi vào một cái trống rỗng, chỉ có hư vô hắc ám bên trong. Nếu là có thần quốc võ giả, mắt thấy cái này gần như thần tích một màn mà nói, bọn họ nhất định sẽ xúc động. Cái này, chính là võ đạo trình độ cao nhất sao. Tập 1348 Đồ Lan Tâm và Dương Xích Nguyên nhất kích Đây quả thực là vượt qua hết thảy, vượt qua thần quốc nhất kích à. Liên liên Dương Xích Nguyên đều là mặt lộ vẻ ngương trọng. Hắn ngược lại là bất ngờ, thần quốc lại có cường giả như vậy. Hơn nữa đối phương huyết mạch, rất đặc thù. Cái này loại đặc thù, hắn không nói được. Mơ hồ có vẻ nguy hiểm cảm. Mặc dù loại cảm giác này từ diệp thần trên mình hiển lộ qua. Nhưng diệp thần huyết mạch hiển nhiên không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên không cách nào đối với hắn tạo thành cưỡng chế tính nguy hiểm. Nếu như diệp thần tu vi bước vào trảm ách cảnh, cũng hoặc là đến gần hỗn độn. Như vậy hắn dương xích nguyên, có lẽ đã thua. Bất quá, thời khắc này hắn vậy chỉ là ngưng trọng đã. Trong tay hắn, lần đầu tiên xuất hiện vũ khí. Một chuôi toàn thân đỏ thẫm, lưu chuyển nồng nặc kim quang trường thương. Dương xích Nguyên khẽ quát một tiếng nói, trói lọi dương thần súng. Một thương ra, trường thương bên trên, ánh sáng dòng nước chảy, màu vàng nhạt trói lọi ngay tức thì hội tụ ở đầu thương chỗ. Toàn bộ đầu thương toát ra trói mắt cực kỳ trói lọi, tựa như trên mũi thương, dâng lên một vòng trói lọi dương. Vậy tản ra thương cổ, nóng rực ý vận thương ý, cuộn sạch bát hoang như mặt trời ban trưa. Trên mũi thương, bộc phát ra mỗi một luồng quang mang, cũng giống như là một chuôi có thể đeo sao thần xuyên qua có thể chết người thần thương. Cái này một thương, cùng vậy đem thời không mất đi hắc ám kiếm vũ, ầm ầm đụng nhau. Vô cùng năng lượng, tràn ngập ra. Bao phủ thế giới hư không, bể nát. Đem hư không, cũng đánh bể hai người thân hình ở nơi này trình độ cao nhất nhất kích dưới đều là ngay tức thì bạo lui bất quá dương xích nguyên thối lui ra bước đếm hiển nhiên muốn so với đồ lan tâm muốn ít hơn mười mấy bước hắn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười có thể một khắc sau chính là ánh mắt đông lại một cái nụ cười cứng ngắc tại sao bởi vì hắn phát hiện diệp thần không thấy nói chính xác diệp thần ở đồ lan tâm trên tay đồ lan tâm sách diệp thần thân thể một đôi băng hàn mắt đẹp, ngương mắt nhìn dương xích nguyên, nàng ngực hơi phập phồng, trên trán tràn đầy mịn đổ mồ hôi. Dương xích nguyên mạnh được vượt quá nàng dự liệu, mới vừa rồi một kiếm kia đối với đồ lan tâm mà nói tiêu hao cực lớn, nhưng nhưng vẫn thua liền dương xích nguyên nửa xoay sở. Mà dương xích nguyên đâu, Thần sắc ung dung hiển nhiên vậy một thương còn chưa tới trình độ cao nhất. đồ lan tâm không khỏi được ở trong lòng mắng liền một câu, đây là cái quái vật gì? Đồ Lan Tâm đang nhìn Dương Sích Nguyên, Dương Sích Nguyên vậy đang nhìn Đồ Lan Tâm. Càng xem, hắn chân mày liền nếp nhăn được càng chặt. Hắn nhìn ra được, Đồ Lan Tâm trên mình không có thượng cổ hơi thở, cũng không phải tới từ thời đại kia. Có thể thần quốc bây giờ võ đạo, như thế nào có thể đủ ra đời kinh khủng như vậy tồn tại. Mới vừa rồi giao thủ, Dương Sích Nguyên mặc dù thắng Đồ Lan Tâm nửa xoay sở, nhưng trên căn bản, Đồ Lan Tâm có thể tính là là cùng mình cùng cấp võ đạo cường giả à? mà dương xích nguyên vậy là cái gì đẳng cấp tồn tại vậy bình thường mà nói đã không thể nào xuất hiện ở thần quốc đừng xem vậy mấy cái phụng ma người thực lực cường đại nhưng cùng hắn trên lệch giống như ốc sen cùng tốc độ siêu âm máy bay vậy đồ lan tâm mặc dù không như hắn nhưng tuyệt đối cũng là một người hỗn độn trí cường tồn tại bất quá cái này còn không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là đồ lan tâm trên mình mơ hồ tản ra một loại để cho hắn vô cùng là không ưa thậm chí có thể nói là chắn ghét hơi thở một loại có thể thức tỉnh hắn không muốn nhớ lại đi qua hơi thở ngươi là ai dương xích nguyên hướng về phía đồ lan tâm hỏi mà đồ lan tâm nhưng không trả lời hắn sau một hồi trầm mặc nhàn nhạt mở miệng nói dương xích nguyên ngươi đi bây giờ vẫn còn kịp ngươi làm sao biết ta tên chữ dương xích nguyên ánh mắt chớp động ngay sau đó nhưng là lộ ra vẻ chế giễu nụ cười nói, đi. Bổn tôn, tại sao phải đi? Ngươi sẽ không lấy là, mình có thể chiến thắng ta chứ? Không đi. Đồ lan tâm cười nhạt một tiếng, mặt mũi đột nhiên lạnh lùng xuống, chợt quát lên, không đi. Vậy thì lần nữa bị phong ấn đi. Tiếng nói vừa dứt đồ lan tâm quanh thân bỗng nhiên bùng nổ một hồi lục quang, lục quang kia vô cùng lộng lẫy, vây quanh đồ lan tâm quanh thân xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phỉ thúy vậy quang vòng. Nhìn như, lại là cùng vậy nguyệt luân ra ngọc vòng, vô cùng làm tướng tự như. Đồng thời, một cổ khó hiểu cuồn cuộn, khó hiểu uy nghiêm, không cho kháng cự hơi thở, tràn ngập giữa trời đất. Nguyên bản nhàn nhạt, nhạt chảy xanh biếc quang trần, ở hơi thở này kích thích dưới, lại là ngay tức thì lóng lánh. Lần này, Dương Xích Nguyên trên mặt nụ cười, hoàn toàn không thấy. Đối mặt đồ lan tâm kinh khủng kia một kiếm, cũng chút nào không gặp khiếp ý Dương Xích Nguyên, lúc này lại là sắc mặt trắng bệch, trong mắt bên trong cuồn cuộn sâu tận xương tủy vẻ sợ hãi, kinh hô, người bảo vệ hậu duệ. Tiếp theo, lại là không nói hai lời vừa quay người, mấy cái chớp động, liền biến mất không thấy. Đồ Lan Tâm thấy vậy, không khỏi được nhẹ thở một hơi, quanh thân ngọc vòng, ngay tức thì tán loạn, vậy long lánh quang vụ, vậy khôi phục như thường. Nàng nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên không khỏi được hiện lên một chút tự diễu ý nói, cuối cùng là đem vậy dương xích nguyên dọa lui. Ha ha, ta lại làm sao có thể thật có đem một người thượng cổ trí cường nói phong ấn liền phong ấn lực lượng. Hơi khạc ra một hơi, căng thẳng tim, đến đây là mới buông lỏng một ít. Mới vừa rồi, thật ra thì thật rất hiểm rất hiểm. Nếu không phải dương sích nguyên đối với đem phong ấn mấy vạn năm người bảo vệ, đã sinh ra cực lớn tâm lý bóng mở. Nếu không, đồ lan tâm là tuyệt không thể nào bằng vào cái này một chút người bảo vệ có căn nguyên lực, đem bước lui. Bất quá! nàng nhìn đã tổn thương được không được dạng người diệp thần hai đạo nga mi lại là khẽ nhíu một chút bị thương thành cái bộ dáng này cũng không biết ở chỗ đó mở trước có thể khôi phục hay không đồ lan tâm lại là lo lắng nhìn một mắt vậy núp ở chứng khí bên trong thâm cốc nàng biết nơi đó là một người vô cùng là cường đại cổ ma bị phong ấn địa phương đáng tiếc nàng đến chậm một bước nếu là trước kia phong ấn không có bị mài tổn đến trình độ này nàng còn có thể đem những cái kia phụng ma người chém chết có lần nữa củng cố phong ấn có thể. Hiện tại cổ ma lực lượng đã bộ phận khôi phục, cho dù không có cách nào đối với nàng làm gì, nhưng nàng vậy giống vậy không cách nào hướng về phía cổ ma, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí muốn đi vào vậy thần điện đều phải tốn lên rất nhiều thời gian dài. Có thể hiện tại không thời gian. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, những cái kia thượng cổ cường giả khẳng định sẽ đem toàn bộ thần quốc khuấy được long trời lở đất. Vốn là những thứ này thượng cổ cường giả là sẽ ở nhất định an bài dưới tỉnh lại sẽ có mấy tên trí cường giả tới nắm trong tay đại cuộc có thể bây giờ lại bị làm rối loạn đồ lan tâm than thở một tiếng có chút nhức đầu bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại lẩm bẩm nói dưới mắt trước hay là thay diệp thần chữa thương muốn chặt rút lời thân hình chớp mắt biến mất mà giờ khác này luân hồi mộ địa bên trong thương cổ y thần và cùng võ bá chủ ngưng mắt nhìn cách đó không xa tòa mộ kia bia. Mộ bia bên trên vẫn là lơ lưỡng cự cung và trường thương. Một chút lạnh nhạt hơi thở lưu động. Thương cổ y thần mở miệng nói, xem ra ngươi đã sớm cảm giác được người này xuất hiện. Quái không xuất thủ không được. Cùng võ bá chủ con ngươi hơi chăm chú, lẩm bẩm nói, nha đầu kia lai lịch. Ta vẫn luôn xem thường. Hơn nữa, nàng khí tức trên người so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm xem ra đoạn thời gian này là có thu hoạch cũng may người này và diệp thần có thiện duyên nếu không chúng ta hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc nhưng mà vậy lăng thiên mũi tên thần mộ bia nhưng là truyền ra một giọng nói vậy đại năng lại mở miệng lần nữa coi như không có cô gái này xuất hiện thằng nhóc kia cũng không khả năng như thế dễ dàng chết yểu đừng quên áp đảo cái này luân hồi mộ địa trên tồn tại cùng võ bá chủ và thương cổ y thần đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất một khối huyền diệu vừa thần bí cột đá. Cột đá tản ra hơi thở thu liễm, nhưng hắn hai người chúng ta đều cảm giác được vẻ sợ hãi. Đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thậm chí rất nhiều thời điểm cũng không dám đi nhìn thẳng cây kia cột đá. Bất quá. Lăng thiên mũi tên thần thanh âm đột nhiên ngừng lại một chút, rồi sau đó tiếp tục nói, trừ hiện tại cô gái này trở ra, còn có một nhà đầu nhìn vậy nha đầu thực lực mặc dù không đạt tới cô gái này nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị bởi vì trong mắt của nàng bên trong chỉ còn lại vô tận lạnh ý cùng võ bá chủ và thương cổ y thần hơi ngẩn ra vùng lân cận lại có thể còn có một người vì sao bọn họ chậm chạp không có cảm nhận được mà giờ khác này trên bầu trời vô tận trong mây mù một đầu chân đạp sáng trói ngọn lửa cự thú dần dần hiển lộ nó trên thân hình ngồi một cô gái giờ phút này thiếu nữ, không có một chút cái khăn che mặt. Nguyên bản sáng rực như ngôi sao đẹp trong mắt, nhưng chỉ còn lại vạn băng chi hàn. Thiếu nữ quanh thân tản ra sơ xác tiêu điều dùng mình. Như vực sâu. Như máu biển. Đây là ngụy dĩnh lần đầu tiên bộc phát ra như thế sát ý lạnh như băng. Nàng không có ra tay. Từ đầu tới cuối không có ra tay. Nàng biết, mình không phải là dương xích nguyên đối thủ. Nhưng không đại biểu, nàng không có thủ đoạn chu diệt dương xích nguyên. Chỉ là nguy hiểm quá lớn. Thậm chí có thể bị thương nặng diệp thần. Đây không phải là nàng mong muốn kết cục. Cũng may, đồ lan tâm xuất hiện để cho nàng dần dần buông lỏng tay. Tay nàng tim đều là mồ hôi. Thậm chí bởi vì mới vừa rồi áp lực, lòng bàn tay đã diện ra một chút máu. Mồ hôi và máu hòa vào nhau để cho nàng vô cùng thanh tỉnh. Quả nhiên, vẫn là ta không đủ mạnh à? Ta tuy nắm giữ Tuyệt Hàn Đế cung tài sản, vậy áp đảo thần quốc Thiên Đạo cung gấp mấy vạn tài nguyên. Nhưng lớn lên thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu là có thể lẫn vào một đạo đặc thù không gian, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là cái này loại không gian, lại làm sao có thể tích trữ? Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Ngụy Dĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lại lạnh như băng thay đổi là ngưng trọng và do dự mấy giây sau đó ngụy dĩnh lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói đã như vậy dương xích nguyên ta nhớ ngươi nói không chừng muốn không được bao lâu chúng ta sẽ gặp nhau đến lúc đó hôm nay ngươi đối với diệp thần tạo thành thống khổ ta ngụy dĩnh sẽ để cho ngươi gấp vạn lần trả lại ô mang chúng ta đi nháy mắt tức thì một đạo như lửa bóng dáng ở trên bầu trời lưu lại một đạo dấu vết hết thảy bình tĩnh một nơi giống như tiên cảnh vậy, mây mù lượn quanh, tất cả loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau lòng lánh, thiên địa linh khí vô cùng đậm đà núi rừng đỉnh phong chỗ, tản mát ra từng cơn làm người ta sảng khoái ấm áp hơi thở. Núi này đỉnh lại cất giấu một khối thiên nhiên ấm suối. Càng làm cho người giật mình là, vậy bao phủ toàn bộ thần quốc màu xanh lá cây quang vụ, lại là bị nào đó loại vô hình hấp dẫn, ngưng tụ vào cái này ấm suối bên trong, đem nước suối tô điểm được giống như tản ra lục quang phỉ thúy vậy mà nước suối bên trong tim có một đạo nam tử bóng người nam tử hai mắt nhắm nghiền cả thân vết máu sớm bị cái này thần diệu nước suối rửa sạch thậm chí vậy mọi chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng đều đã khép lại khôi phục liền vết sẹo cũng không có để lại nhưng lúc này diệp thần nhưng vẫn còn đang hôn mê bên trong cách đó không xa còn có một chỗ khác ấm suối xuyên thấu qua tràn ngập bốc hơi hơi nước có thể mơ hồ thấy một đạo vô cùng thướt tha cam dỗ cô gái bóng người đang vốc dậy nước suối, hát ở thân thể mềm mại bên trên, ấm suối bên trong tắm đồ lan tâm, mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái nụ cười thỏa mãn, cảm thụ ấm áp nước suối kích thích thân thể, ở mỗi một chỗ lỗ chân lông bên trong chảy nóng an ủi, không khỏi phát ra một tiếng sảng khoái than thở. Nơi này nước suối vốn là mặc dù cũng có chữa thương công hiệu, nhưng cũng không phải là biết bao nghịch thiên chỗ, nhưng mà ở thần quốc xuất hiện dị tượng sau đó liền hoàn toàn khác nhau. Đồ Lan Tâm có thể chắc chắn, hiện tại chỗ này ấm suối, tuyệt đối là có thể đứng vào thần quốc trước ba chữa thương thánh địa. Lúc này, nàng nhìn về phía Diệp Thần chỗ ở phương hướng, mắt đẹp bên trong, thoáng qua một vẻ lo âu, đã ba ngày, Diệp Thần vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng có chút lo lắng lẩm bẩm, lập tức, một nơi thần nguyên bí cảnh thì phải mở ra. Diệp Thần, ở trước đó, ngươi có thể nhất định phải tỉnh lại à? Ngay tại lúc này, Diệp Thần lông mi mau, nhẹ nhàng rung một chút. Một khắc sau, trong mắt hắn, chậm rãi mở ra. Trong mắt, nguyên bản còn có một món vẻ mê mang, nhưng mà không tới ngàn một phần vạn cái hô hấp thời gian, vậy tia mê mang, liền bị cảnh giác thay thế. Ánh mắt bé nhọn, lập tức bắn về phía vậy đạo mơ hồ có thể gặp, vô cùng thướt tha, mê người cô gái bóng người. Tỉnh, đồ lan tâm lạnh như băng mặt đẹp bên trên, hiện ra vẻ vui mừng, đồng thời, gò má trắng nõn lên, vậy mơ hồ dâng lên một hồi hồng quang. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần năng lực khôi phục như thế mạnh, có thể tỉnh lại nhanh như vậy, nếu không, lấy tính nàng là sẽ không ở đây thời điểm nhập tắm. Đồ Lan Tâm thân hình động một cái, liền rời đi ấm suối, ngọc thể bên trên không có mang lên một giọt nước, một cái chớp mắt gian, liền mặc vào vậy bộ lụa đen quần áo. Một khắc sau, liền đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, tuyệt đẹp trên gương mặt lại khôi phục dĩ vãng lạnh như băng. Diệp Thần thấy Đồ Lan Tâm sau này, trong mắt vảy cảnh giác, dần dần tiêu tán, hiện tại hắn cũng nhớ tới liền trước hôn mê phát sinh hết thảy, xem ra là Đồ Lan Tâm cứu mình. Hắn từ trong suối nước nóng đứng dậy, mặc vào một bộ quần áo, hướng về phía Đồ Lan Tâm chắp tay nói, đa tạ Đồ tiên tử cứu giúp. Bất quá, lúc này diệp thần trong mắt càng nhiều hơn, nhưng là nghi ngờ. Đồ Lan Tâm là làm sao cứu hắn? Hắn biết Đồ Lan Tâm thực lực rất mạnh, nhưng luôn không khả năng mạnh đến dương xích nguyên cái đó bước chứ. Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, ta là làm sao cầm ngươi cứu. Diệp thần gật đầu một cái, không có dấu dếm. Đồ Lan Tâm mắt đẹp lóe lên, mặt đẹp bên trên, hiện lên một nụ cười khổ nói, nếu như, chỉ bằng ta bản thân thực lực, xa xa không phải dương xích nguyên đối thủ. Diệp thần, ta thân phận rất đặc thù, ngươi biết, thần quốc tồn tại người bảo vệ nhất tộc sao. Người bảo vệ nhất tộc, Diệp thần không rõ ràng. Người bảo vệ nhất tộc chính là mấy đời thần bảo vệ quốc chi người từ mấy chục triệu trước, ta tổ tiên liên cung thần quốc một gia tộc ký kết liền khế ước. Cái gia tộc đó nắm trong tay luân hồi, thủ đoạn thông thiên, thậm chí áp đảo thiên đạo cung bên trên. Thời điểm đó thiên đạo cung có thể so với bây giờ thiên đạo cung mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn là cái đó gia tộc một cái không đáng kể chó. Diệp thần hơi ngẩn ra, hắn đoán được gia tộc này là cái gì, Tập 1349 Ngươi nói đúng thần quốc Diệp Gia. Đồ Lan Tâm nghe được Diệp Thần lời nói, diễn cảm cổ quái, chợt tỉnh ngộ lại, xem ra ngươi sư phụ Ngọc Trân Tử và ngươi nói, đúng là thần quốc Diệp Gia. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngươi vậy họ Diệp, có chút thời điểm ta đang suy nghĩ, ngươi đáng sợ như vậy thiên phú, biết hay không có một chút điểm và Diệp Gia máu mủ liên lạc. Cái ý nghĩ này rất nhanh bị ta lật đổ, vậy trận diệt môn, Diệp Gia tựa hồ không người còn sống. Từ một ngày kia trở đi, thiên đạo, thậm chí còn còn lại năm nói, cùng với thần quốc quy tắc, toàn bộ bị thay đổi. Ở trên lịch sử, có hai trận diệt môn, xúc động linh hồn người. Một đạo chính là diệp ra biến mất. Một món khác là một cái kêu là tuyệt hàn đế cung thế lực. Thậm chí ta nghe, hai cái thế lực này tin tức mơ hồ có chút liên lạc. Đáng tiếc, không có ai biết nguyên nhân, cái này sau lưng rốt cuộc có dạng gì âm mưu tuyệt hàn đế cung ta không cách nào nhiều lời nhưng là diệp gia biến mất thật sự là hủy diệt phải biết diệp gia cố nhiên cắm rễ tại thần quốc nhưng hắn tay đã đưa tới bất kỳ xó xỉnh nào dù là thượng giới quyền thế như vậy ngập trời thứ nhất nhà giàu có rốt cuộc ai có thể để cho hắn hủy diệt chân thực không nghĩ ra ồ ta và ngươi nói cái này loại chuyện cũ năm xưa làm gì vẫn là trò chuyện một chút người bảo vệ nhất tộc đi nếu như thần quốc xuất hiện tai nạn người bảo vệ nhất tộc tộc nhân liền có thể lấy được bộ phận thần quốc căn nguyên lực thực lực bạo tăng đã từng trong thần quốc tồn tại rất nhiều người bảo vệ gia tộc những gia tộc này cũng là vô cùng huyền hách tồn tại nhưng theo thời gian trôi qua thần quốc an thần những cái kia dòng nước chảy ở người bảo vệ trong cơ thể căn nguyên lực vậy dần dần đạm bạc rất nhiều gia tộc cũng xa sút mà ta liền là người thủ hộ nhất tộc hậu duệ ở thần quang nghi thức sau khi kết thúc ngày hôm đó ta đột nhiên lấy được thần quốc diệp ra ý chí kêu gọi. Cho nên, ta mới liền thần quang nghi thức, cũng không có tham gia, liền trực tiếp theo kêu gọi, đi tới một nơi trong bí cảnh. Ở nơi đó, ta lấy được một cái ông già ban cho bộ phận căn nguyên lực, thực lực bạo tăng. Bất quá. Đồ lan tâm mắt đẹp bên trong, hiện ra một chút thất lạc, bây giờ ta còn không phải là dương xích nguyên đối thủ, mặc dù có thể cứu ngươi, là bởi vì là hắn bị ta căn nguyên lực, dọa lui. Diệp thần nghe vậy, gương mặt bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới đồ lan tâm thân thế như vậy phức tạp càng dính dấp thần quốc diệp ra hắn muốn nói ra mình thân phận nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này dẫu sao hắn thành tựu luân hồi đứng đầu bí mật quá trọng yếu dù là ở độc quật rất nhiều người cũng gặp được mình cũng biết điều bí mật này nhưng hiên viên hàn và độc thú chiều bùng nổ tất cả mọi người đều bỏ mình không người còn sống bí mật liền niêm phong. Đồ Lan Tâm đột nhiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta không chỉ có lấy được lực lượng, cũng nhận được không thiếu liên quan tới cái đó thời kỳ trí nhớ, còn nữa, mấu chốt nhất là, thần quốc phải có đại nạn. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nghe. Thời đại kia, nhân tộc đem thiên ma tộc đánh lui, cũng đem thần quốc ngoại vực giữa vách không gian chướng lấy phong ấn củng cố. Cho nên những năm gần đây, thiên ma tộc đều không cách nào lần nữa xâm lấn, cho dù thỉnh thoảng, có một ít thiên ma tộc thông qua phong ấn khe hở đi tới thần quốc, tất cả đều là một ít so với hơi yếu nhỏ sơ đẳng thiên ma tộc. Nhưng mà, hiện tại, không giống nhau, trải qua mấy chục ngàn năm, vậy phong ấn cũng phải bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngắn thì 10 năm, dài, cũng sẽ không vượt qua trăm năm, thiên ma nhất tộc thì phải lần nữa xâm lược thần quốc. Đây cũng là tại sao, gần đây trong thần quốc, dị tượng nhiều lần sinh, những cái kia thượng cổ cường giả, vậy dần dần thức tỉnh bởi vì thần quốc nếu là muốn vượt qua kiếp này nhất định phải tăng cường chiến lực. Ở thời đại kia, Diệp Gia hủy diệt tựa như cũng là từ thiên ma tộc và thần quốc hỗn loạn bắt đầu. Ta không xác thực định lần này xuất hiện và tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì. Rõ ràng Diệp Gia đã biến mất ở trên thế giới này, tại sao còn muốn như vậy? Vậy phong ấn là vô số trí cường dùng tánh mạng giá phải trả, lưu lại, lấy thần quốc bây giờ võ đạo, muốn tự chữa gần như không thể nào. Diệp Thần mặt mũi ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ, biết hay không, chuyện lần này, trên căn bản mà nói, là hướng về phía mình tới. May mắn, còn có thời gian. Nhanh nhất cũng phải 10 năm sau đó. 10 năm, đối với tu võ người mà nói, không coi vào đâu, bất quá, nhìn như ngắn ngủi, thật ra thì có thể sự tình phát sinh quá nhiều. Diệp Thần tu võ đến nay, mới qua bao lâu. Có lẽ 10 năm sau đó, sẽ có cái gì mới chuyển cơ, vậy không nhất định. Đây là, Đồ Lan Tâm đột nhiên trầm giọng nói, Diệp thần, ngươi mặc dù và thần quốc Diệp ra không có liên lạc, nhưng là ngươi làm là thần quốc thiên tài, phải nhận lãnh cứu thần quốc trách nhiệm nặng nề. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, mang cấp bách, 10 năm, đối với một chàng diệt thế tai ương mà nói, quá ngắn. Cái gì? Diệp thần nghe vậy, có chút trợn tròn mắt, à. Đồ Lan Tâm gật đầu nói, không sai, chính là ngươi ngươi là thần quốc, ta đã thấy ưu tú nhất tu võ người. Hắn không khỏi được cười khổ nói, đồ tiên tử, ngươi bây giờ thực lực, xa xa mạnh hơn ta, ngươi không phải so ta thích hợp hơn sao. Huống chi, còn có những cái kia cổ xưa tồn tại. Đồ lan tâm nhưng là lắc đầu một cái, mắt đẹp bên trong tịch mịch, hơn nữa đậm đà, thở dài nói, ta chỉ là lấy được thần quốc căn nguyên lực mà thôi, bàn về tiềm lực ta so ngươi rất kém xa. Thậm chí, những cái kia thượng cổ cường giả vậy kém hơn ngươi ta nhiệm vụ chủ yếu liền là tìm ra một người có thể thu phục những cái kia thượng cổ cường giả để cho thần quốc quy về an thần có thể chung nhau nghênh đón sắp đến tai nạn người nàng không có nói cho diệp thần nàng thực lực bằng trắng bạo tăng không phải là không có giá cao nàng võ đạo căn cơ đã không yên không để đề thăng thực lực sẽ thành được hơn nữa khó khăn không phải tất cả mọi người đều có diệp thần kinh khủng như vậy tu võ căn cơ đồ lan tâm cho dù có thể gọi là thần quốc cực hạn thiên tài cũng giống như vậy thậm chí cho dù là diệp thần ở thần quốc căn nguyên lực to lớn như vậy tăng lên dưới võ đạo căn cơ bên trong cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm nhưng dù vậy nàng vẫn là đón nhận lực lượng này bởi vì nàng thân là người bảo vệ nhất tộc cái này chính là nàng số mệnh vì thần quốc tương lai nàng ngay cả tính mệnh đều có thể vứt bỏ hú chi là võ đạo căn cơ bị tổn thương đồ lan tâm mặt đẹp bên trên tràn đầy nghiêm túc nhìn diệp thần nói ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất những cái kia thượng cổ cường giả mặc dù bị phong ấn lớn hơn chính là bởi vì bọn họ đều là bướng bỉnh bất tuần tồn tại cho nên ở trên cao thời xưa mới sẽ bị người bảo vệ trừng phạt phong ấn mấy vạn năm nàng biết diệp thần mặc dù vậy rất ngạo nhưng tổng thể mà nói so với kia chút là tùy ý vì thượng cổ người tốt quá nhiều cho nên hiện tại ngươi muốn làm chính là tăng lên thực lực điên cuồng tăng lên thực lực tăng lên tới đủ để đem những cái kia bướng bỉnh bất tuần thượng cổ người chấn áp để cho bọn họ đối với ngươi thần phục. Nếu không, một kiếp này, thần quốc liền khó khăn. Thần quốc nếu như diệt vong, linh võ đại lục vậy giống vậy sẽ rơi vào ma trường. Diệp Thần ánh mắt vô cùng trầm ngưng, cho dù thiên ma tộc xâm lược trước, hắn có thể phi thăng tới những địa phương khác, có thể những người khác đâu. Hắn các cô gái, sư tôn của hắn, hắn tông môn, Diệp Thần có thể buông được sao? Thậm chí biết hay không chạm đến đến Hoa Hạ, hắn cũng không cách nào xác định. Diệp thần hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta, à, rõ ràng. Diệp thần mặc dù sợ phiền toái, nhưng là có chút trách nhiệm, nên gánh nổi, hắn vậy tuyệt sẽ không đẩy nhờ. Tránh từ trước đến giờ không phải hắn tính cách, muốn đánh, do tự chủ chủ đạo, tự nhiên tốt nhất. Huống chi, hắn là luân hồi đứng đầu. Trong cơ thể hắn chảy xuôi diệp ra máu. Nếu đám người này và diệp ra diệt môn có liên quan, cái này ra ra bày ra bàn cờ, hắn đến lượt từng bước một đi tới cuối cùng thậm chí là trực diện trong bóng tối vậy bàn tay vô hình chủ nhân. Đồ Lan Tâm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trịnh trọng nói, được, nếu ngươi thương lành, hiện tại, theo để ta đi. Ừ, đi nơi nào? Đồ Lan Tâm mỉm cười nói, đi tăng lên thực lực. Tạm thời không tính là sau cục diện, bốn tháng sau ngươi nhưng là phải vào chấn long điện tông chủ cuộc chiến sinh tử. Dựa theo ngươi bây giờ thực lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, kế tiếp trong một thời gian ngắn, Thần quốc thiên địa linh khí sẽ cao đến một cái khó có thể tưởng tượng bước, thậm chí là bây giờ thành hơn trăm ngàn lần. Hơn nữa, ở thần quốc căn nguyên lực dưới sự kích thích, tất cả loại đã sớm ở thần quốc diệt tuyệt thượng cổ huyết mạch, pháp thể cũng có thể thức tỉnh. Nhưng, những thứ này cũng không thích hợp ngươi, ta phải dẫn ngươi đi một cái chỗ tốt lớn hơn, thậm chí có thể nói, so với cái này lớn hơn nhiều lắm địa phương, chỗ này ngươi có thể chưa nghe nói qua. Hắn kêu cửu thiên thần long điện là thần quốc Long tộc chi địa. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi phóng đại, cái gì? Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần nghĩ tới vô số lần đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Lại không nghĩ rằng là trường hợp này. Mấu chốt, Huyết Long đang ở bên trong à? Đồ Lan tâm mắt đẹp cổ quái, ngươi lại có thể nghe qua. Chẳng lẽ lại là ngươi sư Tôn Ngọc Chân Tử nói cho ngươi? Hắn thật là cái gì đều nói cho ngươi. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, mở miệng nói, lúc nào tiến vào. Sau khi tiến vào, ta có thể hay không đơn độc đi ra ngoài, ta có chút chuyện riêng phải xử lý. Đồ Lan Tâm diễn cảm càng phát ra cổ quái, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết, không được. Diệp Thần, mặc dù không biết chuyện gì đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, nhưng Cửu Thiên Thần Long điện quy củ rất nhiều, ngươi không lòng mạch, tùy tiện hành động sẽ chết. Ta lần này mang ngươi tiến vào là bởi vì là ta người bảo vệ huyết mạch thân phận. Nhưng là trước khi tiến vào ngươi không được rời ta nửa bước. Ta nói chỗ đó là cửu thiên thần long điện một người trong tên là thần nguyên bí cảnh địa phương, trừ chỗ này, địa phương còn lại ngươi tuyệt không thể đi, nếu không, ngươi biết chết. Lần này, đồ lan tâm cực kỳ nghiêm túc. Thần nguyên bí cảnh Diệp thần theo đồ lan tâm lời nói, cặp mắt càng mở càng lớn. Bất quá coi như không đi tìm huyết long, chắc hẳn tiến vào cửu thiên thần long điện, hắn và huyết long liên lạc vậy sẽ tăng cường muốn biết huyết long tung tích, chắc có biện pháp khác. Huống chi, dưới mắt, tiểu hoàng cần nên đón một lần lôi kiếp, có lẽ cái này trong bí cảnh độ kiếp, có thể giải quyết bị thiên đạo cung kiểm tra có thể. Như vậy an toàn hơn. Hơn nữa, nghe đồ lan tâm nói thiên địa linh khí, thành hơn trăm ngàn lần. Tất cả trồng lên cổ pháp thể, cũng có thể thức tỉnh. Thật là, hù chết người hà. Cho dù những cái kia mấy chục ngàn năm qua tu vi đều đã đình trệ không tiến lên cường giả, đều phải điên cuồng tăng lên chứ đối với khắp cả thần quốc tất cả võ giả mà nói đều là khó có thể tưởng tượng tuyệt thế cơ duyên à mà đây cái gọi là thần nguyên bí cảnh lại sao như vậy tuyệt thế cơ duyên mang tới chỗ tốt lớn hơn diệp thần mơ hồ có chút hưng phấn diệp thần còn có chuyện cần cho biết ngươi thần quốc ở ngàn vạn năm trước vốn là một nơi man hoang không gian căn bản không thích hợp nhân tộc sinh tồn mà thần quốc sở dĩ tên là thần quốc là bởi vì là một người nửa người nửa thần thượng cổ thần tộc chấm dứt cường lực tính trọng tố liền thần quốc võ đạo quy luật để cho loài người có thể ở chỗ này sinh sôi nảy nở cũng đem nơi này coi như chống đỡ thiên ma xâm lấn chiến trường mà đây thượng cổ thần tộc ngược dòng chính là trước nói cái đó diệp ra mà thần nguyên bí cảnh chính là một nơi ẩn chứa tên kia thượng cổ thần tộc bản nguyên khí hơi thở bí cảnh ngươi có thể tưởng tượng bên trong chỗ tốt bao lớn vừa nói Đồ Lan Tâm lạnh như băng mặt đẹp, đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ ngưng trọng nói, "Bất quá, cơ hội, giống vậy đi đôi với nguy hiểm, nếu như ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào thần nguyên bí cảnh nói, Diệp thần ngươi có thể sẽ chết." Diệp thần cau mày nói, "Nguy hiểm gì? Nếu là thượng cổ thần tộc mở ra bí cảnh, sẽ không có yêu thú gì các loại chứ?" Đồ Lan Tâm hít sâu một hơi nói, "Diệp thần, ngươi ở trong thần quốc đã có thể coi như là thanh niên ở giữa yêu nghiệt, nhưng là ngươi hiểu được thần quốc bất quá là một góc băng sơn. Năm đó vị kia luân hồi đứng đầu, nắm trong tay cao nhất thần lực, chẳng biết tại sao, lấy bốn kiếm lực, đem toàn bộ thần quốc phân là bảy khối. Mà ngươi dưới chân đạp bất quá là một khối trong đó thần quốc khu vực. Thậm chí bị dự là thứ bảy thần quốc, còn lại sáu khối khu vực cho tới nay đều bị luân hồi lực cách trở. Cửu thiên thần long điện chính là ở nơi này bảy khối bên trong tim. Mà thần nguyên bí cảnh, ba ngày sau thì phải mở ra, nhớ lấy, cái này mở cửa là đối với bảy đại thần quốc, đồng thời mở cửa. Nàng vừa nói, đột nhiên điểm ngón tay một cái, một quả xanh biếc chớp sáng, sắp nhập vào diệp thần nơi mi tâm, tiếp tục nói, đây là thần nguyên bảo ngọc, có nó, ngươi mới có thể đi vào cửu thiên thần long điện thần nguyên bí cảnh, càng nhỏ yếu thần quốc, phân phối đến tiến vào bí cảnh số người, vậy càng thiếu, dẫu sao, chảm ách cảnh lấy đi xuống cơ hồ liền là chịu chết. Bởi vì cái khác thần quốc, không thiếu hỗn độn cảnh siêu cấp yêu nghiệt. Đừng nói là ngươi, chính là ta, ở bên trong cũng chưa chắc có thể sống được xuống. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, nhưng mà, nói cho cùng, bảy đại thần quốc hẳn là tương tự đồng minh tồn tại chứ. Năm đó Luân Hồi đứng đầu làm như vậy chắc có nguyên nhân đi, hơn nữa, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên Ma tộc xâm lược là nhằm vào bảy đại thần quốc, cho nên, vì tự vệ, tất cả đại thần quốc người cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt thần nguyên bí trong biên giới tài nguyên để đề thăng thực lực. Võ đạo thế giới, ưu thắng liệt thái, năm đó vị kia luân hồi đứng đầu làm như vậy, chỉ sợ là vì thần quốc vĩnh cửu tồn vong đi. Có thể nói, bảy đại thần quốc lẫn nhau bây giờ đều là đối thủ, cái khác thần quốc người vì cướp đoạt tài nguyên, thậm chí sẽ không chút do dự đối với người hạ sát thủ, giảm thiểu người cạnh tranh. Mà ngươi, Thái hư cảnh, sợ rằng sẽ là thần nguyên trong bí cảnh, nhỏ yếu nhất tồn tại. Đi thôi." Diệp Thần nghe vậy, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại, hơn nữa được hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái người sợ chết, cầu giàu sang trong nguy hiểm đạo lý, hắn hiểu. Mà hiện tại, to lớn như vậy chỗ tốt, bay ở trước mặt mình, coi như là núi kiếm biển lửa, hắn đều phải xông vào một lần. Huống chi, Diệp Thần trong xương, vốn chính là không chịu thua tính cách, khiêu chiến càng lớn, hắn hứng thú, vậy lại càng lớn. Đến đây là hết tập 1345 đến 1349 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha.